Thưa quý vị và các bạn, như truyền hình thông tấn đã phản ánh, tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ là sinh vật ngoại lai xâm hại và thuộc đối tượng cấm kinh doanh buôn bán dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, con tôm này hiện nay vẫn được nhập vào Việt Nam và được chào bán một cách công khai trên mạng. Dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn là yêu cầu kiểm soát sinh vật này, thì việc giao bán tôm hùm đất online hiện nay vẫn xuất hiện một cách rất là tràn lan. Đây chính là nơi từng nuôi thử nghiệm tôm hùm đất vào năm 2008. Sau 2 năm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 kết luận, tôm hùm đất thích nghi tốt với điều kiện miền Bắc, nhưng giá trị kinh tế không cao. Và quan trọng, con tôm này có biểu hiện đầy đủ của một sinh vật ngoại lai xâm hại điển hình. Nó ăn tạp rất là phàm ăn, ăn cả được động vật, ăn được cả thực vật. Và nó có cái sức sống chịu rất là tốt. Nó có thể chịu được cái nhiệt độ 37,5 độ C. Và theo kết quả nghiên cứu chúng tôi thì nó chịu được cả ngưỡng oxy rất là thấp. Từ năm 2013, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ban hành thông tư liên tịch xác định tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai xâm hại. Điều này đồng nghĩa việc nhập khẩu, kinh doanh con tôm này là trái với quy định của pháp luật. Nghiên cứu đã đánh giá như thế tác hại dưới này cái lợi cái hại và đã nghiên cứu rồi và đã không đưa vào trong danh mục mà đã nhập và nuôi trồng thì là không đúng, là phải sai phạm với cái luật đa dạng sinh học. Xong, dường như chỉ có các nhà khoa học chuyên ngành mới biết đến quy định này. Bởi thực tế, tôm hùm đất vẫn được nhập vào Việt Nam. Mới đây nhất, ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát đi công văn yêu cầu kiểm soát con tôm này, thì lực lượng chức năng tại Lào Cai và Lạng Sơn vẫn phát hiện và bắt được nhiều lô tôm hùm đất nhập vào Việt Nam. Qua cái khảo sát ở tại cái vùng biên giáp ranh giữa Việt Nam, Lào Cai và các tỉnh bạn thì thấy rằng là cái địa hình rất là khó khăn, cái cần phải kiểm soát ở đây chặt chẽ hơn, các lực lượng ở đây phải tăng cường tần suất số lượng người. Trong khi đó, trên mạng tôm hùm đất cũng được chào bán tràn lan, tìm kiếm với từ khóa bán tôm hùm đất cho hàng triệu kết quả, bao gồm địa chỉ các nhà hàng, các trang bán thủy sản online công khai quảng cáo bán tôm hùm đất, thậm chí còn khẳng định là nhập khẩu chính ngạch. Alo, em nghe chị. Em ơi, em bán tôm hùm đất à? Dạ đúng rồi chị, nhưng mà đầu tháng 6 mới có hàng chơi, hiện tại hết hàng. Hàng bên em là hàng nhập khẩu chính ngạch, còn ví dụ như chị mua được, chị nhắn chị tin tưởng thì chị mua ủng hộ giùm em, tiền là bên em nhận tiền khoản trước em mới gửi hàng. Theo trang bán hàng này, thời điểm này đang là cuối vụ nên hàng không có sẵn, mà hẹn đến đầu tháng 6, khách đặt sẽ có tôm hùm đất giao hàng tận nơi.